Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn lại đến với chương trình Làm Đẹp 24 giờ được phát sóng vào khung giờ 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh fanpage của Thẩm mỹ viện Gang Hu. Và ngày hôm nay thì Thẩm mỹ viện Gang Hu chúng tôi tiếp tục mang đến cho các bạn một chủ đề vô cùng mới lạ và độc đáo. Đó chính là chủ đề kiểm soát cơn đau cùng công nghệ GT Plus độc quyền. Thế thì để hiểu rõ hơn về công nghệ này, chúng ta ngày hôm nay sẽ tiếp tục gặp lại một vị giáo sư bác sĩ rất dễ thương và quen thuộc. Đó chính là giáo sư bác sĩ Park Song-young, hiện đang là giám đốc chuyên môn tại Thẩm mỹ viện Gang Hu. 네, 안녕하세요. 좀 인사해 주실래요? 네, 안녕하십니까. 저는 강우 강남 클리닉에서 일하고 있는 박성용입니다. 반갑습니다. Vâng, vào kỳ tháng 3 năm 2018, công nghệ GT Plus độc quyền của Thẩm mỹ viện Gang Hu đã trở thành một đề tài báo cáo trong hội nghị phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc và được các giáo sư cũng như bác sĩ tại Đại học Catholic cũng như các bác sĩ hàng đầu tại Hàn Quốc, bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu tại Hàn Quốc đánh giá rất cao. Đây là một trong những nghiên cứu rất quan trọng giúp cho khách hàng trải nghiệm những dịch vụ phẫu thuật hoàn toàn không hề đau đớn mà không cần phải trải qua quá trình gây mê. Vậy thì công nghệ GT Plus độc quyền này là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng hỏi bác sĩ Park. 네, 혹시 그 특별 마취법은 무엇입니까? 네, 그 저희 병원의 특별한 마취법은 그 수술한 부위뿐 아니라 그 주변에 있는 신경까지 같이 마취를 하기 때문에 일단 통증도 적고 그리고 효과도 굉장히 오래 가는 그런 아주 좋은 점이 있습니다. 아, thế thì những ưu điểm nổi trội của công nghệ này là như thế nào ạ? 혹시 그 장성은 더 설명해 주실래요? 네, 방금 말씀드렸는데요. 예를 들어서 코 수술을 말씀드리면 코 주변에 이렇게 이제 들어가고 있는 신경들이 많이 있는데요. 처음에 신경을 먼저 마취를 해서 일단은 그 직접 코 수술 부위에 마취약도 좀 적게 들어가고 그다음에 그 효과도 굉장히 오래 가기 때문에 환자들도 통증이 좀 적고 그다음에 이제 마취약을 아주 조금만 써도 되는 아주 그런 좋은 장점들이 있습니다. Vâng, chúng ta vừa được lắng nghe những chia sẻ rất hay từ bác sĩ. Và để minh chứng cho những ưu điểm nổi trội của phương pháp này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, giao lưu và lắng nghe chia sẻ từ một số khách hàng đã qua trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi với sự hỗ trợ của công nghệ GT Plus độc quyền các bạn nhé. Sau đó chúng ta cùng trao đổi cũng như là trò chuyện để biết được cảm nhận của chị khách hàng này ngay sau khi thực hiện dịch vụ nâng mũi tại thẩm mỹ viện như thế nào ha. Dạ, em chào chị. Thì không biết là chị có cảm thấy là mệt không ạ? Dạ, em không có thấy mệt, em cảm thấy bình thường. Dạ, thì chị có thể chia sẻ cho các bạn được biết là trong cuộc phẫu thuật của mình, chị có cảm thấy đau đớn hay gì không? Dạ, lúc đầu thì em cứ nghĩ là mình làm xong xương mà sẽ đau bây giờ. Nhưng mà em cảm thấy khi em bước chân vô cái phòng làm, em cảm thấy nó bình thường và không đau gì hết. Thì sau khi được bác sĩ thực hiện xong dịch vụ nâng mũi sửa lại bằng sụn sườn á, thì chị có biết lý do vì sao mà mình lại cảm thấy không đau đớn như vậy không? Tại vì em cắt chết vì cách của bác sĩ làm vì tiêm cho em thuốc Plus. Tất cả mọi thứ đều rất là ok và sẽ không đau gì hết. Thì xin chia sẻ được với tất cả các bạn đó, là bác sĩ đã sử dụng phương pháp GT Plus để nâng mũi sửa lại bằng sụn sườn cho chị khách hàng này nhé. Đây là một trong những phương pháp rất là đặc biệt độc quyền tại thẩm mỹ viện Gang Hu nha các bạn nha. Lúc nãy chúng ta vừa gặp nhau ở trên phòng mổ, thì bây giờ chị khách hàng của chúng ta đã xuống tới phòng hậu phẫu, thì các chị vừa được các bạn điều dưỡng dặn thuốc, các chăm sóc tại nhà. Thì bây giờ chúng ta cùng trao đổi với chị xem sự thật là chị có làm hoàn toàn bình thường để có thể đi về nhà được hay không nha. Ok, em chào chị. Thì chị cho em hỏi là lúc mà chị bước từ phòng mổ xuống phòng hậu phẫu đến giờ là được bao nhiêu phút rồi? Em nghĩ là mấy phút? 3 phút hả? Ok. Thì như các bạn có thể nhìn thấy là chị hoàn toàn bình thường, mặc dù là chị đã làm mũi sửa lại bằng sụn sườn, nhưng mà chị có thể đi lại hoàn toàn bình thường đúng không? Dạ đúng. Lấy là chị đi bộ từ đi thang máy từ phòng mổ xuống đây đúng không? Dạ. Ok. Đúng rồi. Lúc đầu thì em cũng hơi bị lo là tại vì em chưa từng làm những cái ca mà giống như là
mình gây tê, em chỉ toàn những cái em gây mê, nhưng mà khi em đến với thẩm mỹ viện của Gân Ngô thì em đã trải nghiệm. Điều đặc biệt là tất cả cái ca phẫu thuật này được thực hiện là khách hàng không hề đau. Chúng ta có thể hỏi khách hàng, em có thấy đau đớn gì từ đầu đến giờ không? Không. Ừ. Chưa. Vậy điều chị là lo sợ nhất khi mà mình bước vào một cuộc phẫu thuật là gì chị ha? Là đau. Sợ đau, rất là sợ đau. Vậy từ lúc mổ đến bây giờ là gần xong cuộc phẫu thuật rồi, có lúc nào mà chị cảm thấy đau không? Không đau, hoàn toàn không đau. Bản thân em đã trải nghiệm bây giờ là xong năm mũi nữa thì em thấy đau. Dạ không. Cái điều đặc biệt của cái công nghệ GT Plus là gần như không đau chút có chút nào các bạn. Em xin phép được hỏi em là trong quá trình em thực hiện dịch vụ tại thẩm mỹ viện Gangho, em có cảm thấy đau đớn hay gì không? Dạ không, không có cảm giác đau đớn gì hết. Chỉ là khi tiêm tê là đau chút xíu thôi, không có đáng kể, giống như là kiến cắn vậy thôi chứ không có đau gì hết. Dạ. Vậy thì sau trước và sau khi phẫu thuật em có thấy đau hay gì không? Dạ không, chị em từ cái lúc mà làm cho tới lúc về nhà luôn là em không đau. Mắt cũng không có bầm tím nhiều nữa. Nó hầu như là bầm ít lắm. Xong rồi sau đó em uống thuốc của bác sĩ cho, nó cũng giảm dần xuống. Trong quá trình làm mình cũng như là hậu phẫu về nhà, em có cảm thấy đau đớn hay gì không? Trong quá trình làm thì em cảm thấy không có đau, mà về nhà em vẫn cảm thấy không đau luôn. Thì chị được biết là nhà em thì tương đối xa, ở tận Tiền Giang vậy ạ? Dạ đúng rồi chị. Thì sau khi làm mũi là em vẫn hoàn toàn bình thường để đi về Tiền Giang đúng không? Và như các bạn đã thấy, công nghệ GT Plus độc quyền không chỉ được nhận được sự đánh giá rất cao từ phía những chuyên gia, những bác sĩ hàng đầu ngành thẩm mỹ, mà còn được quan trọng hơn, đó chính là qua sự trải nghiệm của hàng ngàn khách hàng đều nhận được những phản hồi rất tích cực. Thế thì sự khác nhau giữa phương pháp GT Plus độc quyền của thẩm mỹ viện Gangho với công nghệ GT thông thường là như thế nào? Chúng ta sẽ nhờ đến bác sĩ Park giải đáp thắc mắc này. 그러면 그 특별 마취법하고 보통 마취법은 어떻게 차이인 것인지 무엇입니까? 다른 병원에서 보통 하는 보통 마취법은 이제 예를 들어서 코 수술을 한다 그러면 코에만 직접 국소 마취를 하기 때문에 마취약도 좀 많이 필요하고 그다음에 처음에 마취할 때 그 고객들도 좀 아파하고 통증도 좀 있고 그러는데요. 저희는 일단은 주변에 이 신경을 먼저 마취를 조금 한 다음에 그 다음에 코 부위를 마취하기 때문에 통증도 적고 그리고 마취 효과도 굉장히 오래 가고 그리고 마취약도 조금만 써도 되는 그런 좋은 장점들이 있습니다. Xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ về chủ đề kiểm soát cơn đau cùng công nghệ GT Plus độc quyền ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các bạn khán giả đã chú ý lắng nghe chương trình này. Chúng tôi cũng mong rằng các bạn sẽ luôn luôn theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong những kỳ lần sau bằng cách like, share and subscribe. Và hẹn gặp lại các bạn trong kỳ 7 và thứ 6 tuần sau.